bây giờ quý vị biết ha, thời kỳ này bây giờ nè, cho biết nè, bắt đầu nó xiết từ 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 vô, nhà không còn người ở quý vị ơi. Nhà không người ở đó là chết quá chết rồi, giặc giả chiến tranh nó rượt rồi bỏ chạy, rồi nước lũ lụt nó tới nữa rồi làm sao. Nó thành thử ông đó là nhà không người ở, ruộng vườn bỏ hoang luôn. Ruộng bỏ hoang rồi bây giờ tới vườn cũng bỏ luôn, không ai ăn, không ai bẻ trái. Thành thử ra ông nói là ruộng vườn bỏ hoang. Ông nói Sài Gòn con cuốc quá sang. Bây giờ quý vị biết rằng dân Sài Gòn phải tỷ tỷ không? Tiền phải không? Nhưng mà ông nói Sài Gòn con cuốc quá sang. Le le có ổ bạc vàng hết trơn. Le le có nhiều le đó, thế sau này bạc vàng hết trơn, không còn đâu. Nó thành thử ra bây giờ biết thăng thì nên Sài Gòn Bình Dương ai giàu quá nên làm phước đi. Chúng ta tới chuyện đó Đức ta mới giữ được. Ông nói trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà ngày sau không có. Nó ví dụ giờ trên núi Cấm đó, quý vị biết rằng đó là củ quyền ai cũng có hết trơn. Mà cái ông này hỏi ông kia nó, bởi vì bây giờ nhập con cháu về, nhập vô là ông lên bà xuống đó. Mà nó trong này nó có hai trường hợp nghe quý vị, có lên thiệt và cũng có lên giả nghe quý vị. Thành thử ra cái lên thiệt đó thì về người ta ít nói chuyện lắm, ta không dám xưng danh quý vị ơi. Còn cái lên giả thường hay xưng danh đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là ổng nói cho chúng ta biết rằng là củ quyền thái tổ ông bà trên núi Cấm ai cũng có hết củ quyền trăm họ mà. Nhưng mà cái ông củ quyền này hỏi ông củ quyền kia, hỏi chứ ông họ gì? Nó tàn ở tôi họ Lê. Rồi con cháu ông với tôi đông không? Tàn ở con cháu tôi đông lắm. Nếu mà con cháu tôi đông là cái ông củ quyền này ông phải hãnh diện với ông củ quyền kia không? Rồi tới cái ông củ quyền này ông mới hỏi ông củ quyền kia, vậy cho ông họ gì? Nó tôi họ Nguyễn. Rồi hỏi con cháu ông với tôi đông không? Nó tàn ơi cũng được vài đứa. Tới cũng vài đứa thì cũng quý nữa. Nà, nhưng mà ông cũng hãnh diện đi. Nhưng mà tới chừng hỏi cái ông họ Trần. Vậy chứ hỏi ông họ Trần với con cháu ông tôi đông không? Tàn ơi không có được đứa nào đó. Đà, không được đứa nào thì tất nhiên củ quyền thất tổ ông bà chúng ta buồn mà tức mắc cỡ với mấy củ quyền thất tổ ông bà kia. Xưa nay mày cuốc trồng khoai, bây giờ mày bỏ tao cài đất tao. Quý vị biết rằng là sau này đó là tranh với nhau rồi chết hết rồi bắt đầu bỏ đất bỏ quan luôn quý vị. Thành thử ra tới chừng đó là đất nước Việt Nam chúng ta khỏi cần đi xâm chiếm ai nữa chứ. Là bỏ đất hết trơn, mình lấy mình làm à. Thành thử ra là ông nói là xưa nay mày cuốc trồng khoai, bây giờ mày bỏ tao cài đất tao. Quân bay khua đũa đánh nhau. Tất nhiên là tới chừng đó nó giành với nhau quý vị ơi, nó đánh khủng khiếp luôn. Tới chừng đó là Đức Thầy cho biết đó là sau này nó giành rồi tự nó đánh với nhau rồi tự nó chết với nhau quý vị. Thành thử ra ông nói quân bay khua đũa đánh nhau, cơm tao tao giữ, tao nào bỏ đâu. Tất nhiên là đất nước Việt Nam chúng ta ông Phật ông giữ cho chúng ta. Chứ ông không có bỏ được. Không có ai chiếm được hết trơn á, không có đất nước nào mà chiếm được đất nước Việt Nam chân. Thành thử ra ông nói là quân bay khua đũa đánh nhau, cơm tao tao giữ, tao nào bỏ đâu. Nuôi tầm ta khỏi trồng dâu, qua sông ta khỏi bắt cầu nữa chi. Quý vị biết rằng là Đức Thầy cho biết rằng nuôi tầm đó khỏi trồng dâu, nó đem tiền bạc, nó đem vàng tàu bè nó qua đây nè, tới chừng đó chúng ta lấy xài. Thành thử ra ông nói là nuôi tầm ta khỏi trồng dâu, qua sông ta khỏi bắt cầu nữa chi. Quý vị biết rằng bây giờ là nó qua đây, bây giờ nó cắt cầu cho chúng ta đi rồi đó, quý vị thấy không? Đó, bây giờ nè, cầu Mỹ Thuận nè, cầu Bắc Dầm Cống nè, nó cầu Bến Lức nè, nó rồi cầu là bây giờ những cái cắt cái cầu lớn tàn nước ngoài nó cắt không à? Nó thành thử ra là ông nói qua xong ta khỏi bắt cầu nữa chi, bây giờ nó bắt sẵn mình đi rồi, còn gì nữa đâu mà mình bắt. Đó, thành thử ra ông nói qua xong ta khỏi bắt cầu nữa chi, nước trong cá lội thấy gì? Nhà tao sẵn của tao thì ấm no. Quý vị biết rằng nước trong cá lội thế gì là bây giờ quý vị nó chế tàu ngầm nó lặn ở dưới biển Đông đó, đặt ở dưới chân đó. Nhưng mà Đức Thầy cho biết rằng nước trong vì quý vị biết rằng nước ngoài biển đó, thì nước nó trong vắt dòm thấu dưới đó mình, nhưng mà tầm mắt thường của chúng ta thì thấu xuống 1-2 thước thôi quý vị. Còn ông Phật ông thấy tới đáy dưới luôn đó. Thành thử ông nói nước trong cá lội thế gì, nhà tao sẵn của tao thì ấm no. Tất nhiên là nhà sẵn của là tất nhiên là nó đem qua đây nè, rồi nó bỏ hết rồi quý vị, tranh nhau rồi nó chết hết, rồi sẵn của chúng ta lấy ra xài. Thành thử ông nói nhà tao sẵn của tao thì ấm no, ai khôn tôi dạy đưa đò. Tất nhiên là đời thì kề này quý vị ơi, ông Phật mà ông còn giả khùng giả điên nữa thì bây giờ mình có khôn quá, giờ mình giả khùng giả điên đi quý vị ơi, nó dễ sốc. Thành thử ông nói ai khôn tôi dạy đưa đò, trèo qua khúc vịnh tôi hò hát chơi.
Ông đi ông giao là ông phải là hát chơi đâu quý vị, ông giao giáo lý của Đức Thầy bay luyện khắp nơi chứ, ông chèo bán bắp bán phai dạo khắp chợ chân đó. Nó thành thử ông nói là ai khôn tôi dạy đưa đò, chèo qua khúc vịnh tôi hò hát chơi, hò Nam hò Bắc. Trời ơi trời ơi, Đức Thầy mà ông còn kiếp trời, ông thấy trong Nam và ngoài Bắc bây giờ còn nằm trong biển khổ, tu mà cần cứ cà liệu yệu hoài, tu mà không chịu siết. Chuyến này mình phải siết hột me mà đè hột bắp luôn quý vị, chứ giờ mà tu mà cứ cà liệu yệu hoài thì cuộc đời chúng ta cứ nằm đây hoài. Mà thầy ổng cho chúng ta biết rằng cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi, nên Phật tiên xuống hồng trận ở trên rồi. Nó chừng lao sao bể bắt non tàn quân phiên, tam báo xa gần cũng qua, tranh phân cho gõ tài ba cùng nhau giành giật mấy là thay phơi. Quý vị biết rằng là bây giờ mình phải gán mà siết cho mà để tới chừng đó là không còn kịp. Nó thành thử ra mình phải là cách nào phải tu làm như thế nào đó. Ông nói nước trong cá lội thế di, nhà tao sẵn của tao thì ấm no, ai khôn tôi dạy đưa đò, chèo qua khúc vịnh tôi hò hát chơi, hò Nam hò Bắc. Trời ơi, chợ không người nhóm guồng thời vô cấm. Quý vị biết rằng là như năm Sửu vừa rồi đó, chợ có ai nhóm không? Mà chưa đâu quý vị ơi, ông nói mua cùng hổ đáo miền lao lý, chí mẹo vàng Phật ký hiền ga nè. Mua là con trâu, hổ là con cọp, nó sẽ đáo trả lời nè. Nó sẽ đáo là khủng khiếp luôn nha quý vị. Đó, thành thử ra bây giờ mình không lo tu rồi tới chừng đó là dữ lắm. Ông nói là cho chúng ta biết rằng là bây giờ ông nói là không tu đó thì tới chừng đó từng khổ cũng ứng. Và bây giờ ông nói là cho chúng ta biết là cái năm trâu vừa rồi đó quý vị biết rằng là ông nói bày trâu con trắng con đen, mọi người cười nói ít khen trâu cò. Bày trâu chẳng lộn con bò, thật thà khó chịu lằn dò ăn riêng. Chánh xưng trời Phật thánh tiên, nước dưng nhảy bực bình yên con trời. Quý vị biết rằng quý vị gán tu đi, tới chừng đó nước ngập lụt bình yên con trời là cái người tu là bình yên không có gì chân. Ông nói nước dưng nhảy bực bình yên con trời, năm nay sắp đến thấy đời. Bây giờ quý vị biết rằng là nào giờ dịch bệnh là có dịch bệnh nào mà toàn cầu thế giới không? Mà nào giờ có thế giới chiến tranh nữa không? Rồi bây giờ lũ lụt động đất gì khủng khiếp không? Thành thử ông nói năm nay sắp đến thấy đời, ai cũng thấy chân rồi đó. Đó, năm nay sắp đến thấy đời, giữ lành, lành giữ, mặc lời chỉ khen. Bây giờ quý vị biết rằng giữ lành là ông Phật, ông giữ cái người lành, ông giữ cái người hiền. Đó, đó là mặc lời chỉ khen. Chè kia lý nọ đèo bông, giảng sanh phụ tử không lòng lo âu. Cho biết rằng là chè kia là chè gì? Chè kia là chúng ta cứ chạy theo đời hoài, không lo tu. Ông nói chè kia lý nọ đèo bồng là mình có tiền, cái đèo bồng ra xài cái điện thoại của bắp không có muốn đâu. Cái muốn đời đèo bồng thêm xài iPhone. À, thì chạy xe bèo bèo cái chơi lên SH, SH cái có tiền nữa chơi lên du lịch. Thành thử ông nói chè kia lý nọ đèo bồng đó, thì có con vợ rồi mà cũng không chịu nữa, đòi thêm con vợ nữa. Đó, thành thử ông nói chè kia lý nọ đèo bồng, giảng sanh phụ tử. Giảng sanh phụ tử là cái gì? Phụ là cha, tử là con, chết hết chân đó mà không lo. Đó, ông nói giảng sanh phụ tử không lòng lo âu, không ai chịu lo chứ. Ông nói là không lòng lo âu, ra đường kéo nước nhờ trâu. Đó, bây giờ quý vị biết rằng là kéo nước nhờ trâu là gì? Đó, bây giờ là Trung Quốc nó qua Campuchia đó, thấy không? Kéo nước, ra đường kéo nước là kéo nước ngoài vô đó. Đó, ra đường kéo nước nhờ trâu là Campuchia, trâu đén. Đó, ra đường kéo nước nhờ trâu, bắt cầu chuột lội. Có phải là bắt cầu qua sát chúng ta không? Thành thử ông đó là ra đường kéo nước nhờ trâu, bắt cầu chuột lội, mèo đâu ngồi gần. Mèo là bây giờ quý vị biết rằng là nó qua bao nhiêu là phe ta, phe chúng ta là như con mèo đó. Qua bao nhiêu là lụm hết bao nhiêu, không có chạy khỏi. Đó, thành thử ra ông nó ra đường kéo nước nhờ trâu, bắt cầu chuột lội, mèo đâu ngồi gần. Đó, bây giờ là quân lính của bên đất nước Việt Nam chúng ta là giữ ranh giới là qua bao nhiêu lụm bao nhiêu vậy. Đó, thành thử ra quý vị biết rằng là ông nó chợ không người nhóm, guồng thời vô canh. Tới chừng đó chợ không còn nhóm nữa quý vị, mà ruộng không còn ai làm nữa là không có người canh đó, không có người không có ai còn làm ruộng. Thành thử ông nói chợ không người nhóm, ruộng thờ vô canh, ta ngu ta dạy còn anh. Chứ nhiên quý vị biết rằng là cái này thì cái lý này nếu giải ra đúng lý thì nó gắt hay, nhưng tôi không dám giải quý vị, tôi chỉ giải lý mẹo bên đây thôi, chứ giải bên kia nó gắt là sâu đậm lắm, không dám giải. Thành thử ra ông nói là ta ngu ta dạy còn anh, mình bây giờ mình nói phe mình đi. Bây giờ không lẽ giờ anh em dòng họ của mình là không có người nào tu, phải không? Trong gánh họ mình không lẽ không có người nào tu?
cũng phải có người tu cũng hiểu được giáo lý của Đức Thầy, cũng hiểu được là kinh sách, thì cũng phiên là trong gánh họ chúng ta tu. Bởi Đức Thầy nói quốc độ nào phải trở về quốc độ nấy mà trở tế nhân dân. Nó thành thử ra ông nói ta ngu, ta dạy còn anh. Cái gánh họ mình bây giờ quý vị biết rằng ai cũng có trên núi cấm chẳng. Trăm họ của quyền trăm họ đó. Mà bây giờ quý vị biết rằng là ông nói ta ngu, ta dạy còn anh, là tất nhiên là không lẽ nguyên gánh họ chúng ta không ai tu. Không lẽ là cứ chuột theo đời hoài, mình mới nói ngu thì nó hơi nặng quá, nhưng mà mình không dám nói ngu. Nói thí dụ giờ trên núi cấm đó, quý vị biết rằng đó là của quyền ai cũng có hết trơn. Mà cái ông này hỏi ông kia. Nó bởi vì bây giờ nhập con cháu về nhập vô là ông lên bà xuống đó. Mà nó trong này nó có hai trường hợp nghe quý vị. Có lên thiệt và cũng có lên giả nghe quý vị. Thành thử ra cái lên thiệt đó thì về người ta ít nói chuyện lắm. Ta không dám xưng danh quý vị ơi. Còn cái lên giả thường hay xưng danh đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là ổng nói cho chúng ta biết rằng là của quyền thái tổ ông bà trên núi cấm ai cũng có hết của quyền trăm họ mà. Nhưng mà cái ông của quyền này hỏi ông của quyền kia. Hỏi chứ ông họ gì? Nó tàn ở tôi họ Lê. Rồi con cháu với tu đông không? Tàn ở con cháu tôi tu đông lắm. Nếu mà con cháu tu đông là cái ông của quyền này ông phải hãnh diện với ông của quyền kia không? Rồi tới cái ông của quyền này ông mới hỏi ông của quyền kia. Vậy cho ông họ gì? Nói tôi họ Nguyễn. Rồi hỏi con cháu với tu đông không? Nó tàn ở cũng được vài đứa. Tôi cũng vài đứa thì cũng quý nữa. Nà, nhưng mà ông cũng hãnh diện đi. Nhưng mà tới chừng hỏi cái ông họ Trần. Vậy chứ hỏi ông họ Trần với con cháu ông tu đông không? Tàn ở không có được đứa nào chứ. Đà, không được đứa nào thì tất nhiên cụ quyền thất tổ ông bà chúng ta buồn mà tức mắc cỡ với mấy cụ quyền thất tổ ông bà kia. Nó về bắt đầu nhập vô con cháu. Dục thúc đời này phải tu, không chịu tu, cấm khẩu luôn, không cho mày nói chuyện luôn. Đang màn ăn ha, tôi nói quý vị ha, Bình Dương, Sài Gòn ha, khủng khiếp luôn những cái người làm kinh doanh lớn. Bây giờ buông bỏ hết. Dục thúc ở trên người ta dục thúc rồi, tại vì con Phật Phật dắt mà, con ma ma bắt con quỷ quỷ diệu mà. Tất nhiên là dục thúc thời kỳ này quý vị, cái người nào có căn của quyền thất tổ bà chọn đó. Nên chúng ta phải gắng lo tu đi. Gắng lo tu ở trên người ta mở là cho chúng ta trí huệ còn bình thường. Mà chúng ta mà trượt theo đời lo làm ăn là đụng chuyện vô mấy ông bế tắc là cấm khẩu luôn, không cho nói chuyện luôn. Đó, thành thử ra ông nói cho chúng ta biết rằng là của quyền thất tổ ông bà chúng ta trên núi bây giờ của quyền trăm họ đó, buồn lắm. Buồn lắm, dục thúc chúng ta lắm mà chúng ta không chịu lo. Nó thành thử ông nói ta ngu ta dại còn anh. Cha thì nó lú, chú thì nó khôn. Quý vị biết rằng cha thì nó lú, chú thì nó khôn. Thì tất nhiên là bây giờ không lẽ nguyên cái gánh họ mình không có người tu. Không có người tu thì mình bây giờ cái này là tôi giải theo cái lý thôi nghe. Còn cái này giải thẳng ra nó rất là hay nhưng mà không dám giải. Đó, ông nói cha thì nó lú, chú thì nó khôn. Đố ai xây lũy, ai xây lũy lấp đồn. Đó bây giờ ai xây lũy lấp đồn quý vị. Đó, bây giờ là nó xây lũy nó đắp cái đập Tam Hiệp chà bá vậy đó, không thấy không? Đó, mà nó xây mình anh đó. Đó, mà ông nói đố, ai xây lũy đắp đồn, đố cha nào dám giật còn Hà Tiên. Nó tính qua là nó giật luôn cái hồ còn Hà Tiên là, quý vị biết còn Hà Tiên là ở đâu? Cái còn Hà Tiên là tại làng Hòa Hảo của chúng ta đó. Hà là sông, Tiên là trước. Là nó tính đòi qua giật còn Hà Tiên là làng Hòa Hảo luôn đó quý vị. Đó, à, là con sông Tiền, con sông Hậu của chúng ta đó. Tại vì cái Hà Tiên là nó đâu có còn. Nhưng mà Đức Thầy nói cái mẹo là cồn Hà Tiên là tại là Tổ Đình đó quý vị. Đó là bên Hà là sông, Tiên là trước, là con sông Tiền và sông Hậu đó. Thành thử ra Đức Thầy đố thằng nào vô đó giật được. Ông nói đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên. Người bán buôn không vốn, không tiền, không tờ, không giấy, không quyền ký tên. Nếu qua nó giật thì bán buôn không đâu có vốn. Thấy không? Người là không vốn mà không có tiền luôn. Nó qua nó giật thì tiền đâu có. Đó, rồi không tờ, không giấy, không quyền ký tên. Ai ký tên bán? Nó thì nó qua nó giật không à. Tự ra là ông nói bán buôn không vốn, không tiền, không tờ, không giấy, không quyền ký tên. Ông nói giỏi sao không giật Cao Miên. Nó giật Cao Miên là qua Campuchia, là qua núi Tà Lơn, nó qua bản giật. Ông nói giỏi sao không giật Cao Miên. Cậu năm ở chảnh chú lên hồi nào. Là năm nước đó, tôi mấy năm trước tôi đi bên Campuchia đó là nè, Mỹ nè, Nhật Bản nè, các đàn anh đàn chị nó mua cái núi Tà Lơn á, mua một cái đồi này, mua một cái đồi kia. Tôi thấy qua bển nó gào lưới B40 ra khu nào mà nó của nó rồi đó là nó không cho vô. Đó là năm nước ở chảnh á. Nó thành thử ra ông nói là giỏi sao không giật Cao Miên. Cậu năm ở chảnh là năm nước ở chảnh á. Chú lên hồi nào. Đó. Ông nói chúng nó mua chức quyền cao, chức mày để nướng ăn gạo với hành. Bây giờ quý vị biết rằng là chức quyền toàn là mua,
mua bằng tiền không quý vị ơi. Thành thử ông nói chúng nó mua chức quyền cao, chức mày để nướng, ăn gạo với hành. Sau này là chức phận không có làm gì được hết trơn á. Sau này là tiêu hết. Thành thử ra bây giờ mình phải gán mà lo tu chứ để tới chuyện đó mua chức cũng không làm gì. Đó, thành thử ông nói là chức mày để nướng, ăn rau với hành. À, chúng nó khôn dại thiệt lanh, cù lao ông trưởng như manh địa bợp. Quý vị biết rằng là sau này đó cái cù lao ông trưởng là nổi như cồn vậy đó quý vị. Tại vì ngay cái làng Hòa Hảo đó là bên cù lao ông trưởng là sau này là Phật Thánh Tiên ở đó đó. Là Đức Thầy chuyển kiếp chúng đó là Đức Thầy chọn một cái vùng đất, đất lành chim mấy đậu quý vị. Thành thử ra ông nói là sau này cù lao ông trưởng như manh địa bợp là tất nhiên là nổi như cồn đó. Sau này cái cù lao ông trưởng đó, cù lao ông trưởng như manh địa bợp. Cô sang dài dớ hột cộm. Cô sang á, bây giờ sang với quý vị biết rằng đi ra đường mang dài mang dớ không á, còn em cháu mang dép lào không quý vị ơi. Đó mà ông nói cô sang dài dớ hột cộm. Thôi giờ sang quá, bây giờ làm phước đi quý vị, làm phước đi chứ để bây giờ chúng ta mang vô cái lớp này nè, cái lớp thịt của chúng ta cũng quỷ hoại chân, cái xác thịt hôi thối này nè, mang vô đây chi cho nó nhiều để chúng ta bán để làm phước. Làm phước sau này chúng ta mới được hưởng, chứ bây giờ mang đụng chuyện vô cũng bỏ hết. Thành thử ông nói cô sang dài dớ hột cộm, mang dài mà còn mang dớ nữa. Nói bây giờ mang dép thì cù làng quá phải không? Thì lại mình sang mà mình có tiền nhiều, muốn mang dài mang, muốn dớ mang. Thành thử ông nói cô sang dài dớ hột cộm, chú giàu sang quá lòng hòm vượt cháu. Quý vị biết rằng là giàu sang quá sao lòng hòm vượt cháu. Đó. Mà bây giờ nó giải cái này ra nữa thì nó hơi trắng kỳ quá, nó không có dám giải. Nó châu là quý vị biết châu là châu gì, nãy tôi giải cái clip này cái chỗ châu đó quý vị. Đó, ông nói chú giàu sang. Giàu sang thì quá mua chủ. Lòng hợp giật châu là giật châu đó quý vị. Nó thành thử ra giờ giải trắng ra tôi không dám giải. Đó, chú giàu sang quá lòng hợp giật châu. Sang giàu như cá mắc câu này, quý vị biết rằng qua rồi bắt đầu cá nó dính câu hết trơn. Cá dính câu đó. Ông nói sang giàu như cá mắc câu nè. Đó. Như châu. Sang giàu như cá mắc câu. Sang giàu như cá mắc câu. Câu đó là tất nhiên là sau này đó là qua đây nó dính hết trơn. Đó. Sang giàu như cá mắc câu. Như chim không mắc bẫy gì đó quý vị. Qua đây là chim bay qua đây là mắc bẫy trơn. Như châu không có chuồng đó. Sau này là tôi nói là châu không có chuồng là quý vị biết là không có chỗ nơi. Nó như châu không chuồng. Rồi ông nói lỡ vui nè, lỡ khóc, lỡ buồn. Tới chừng đó rồi không có bờ bến. Rồi khóc cũng không được. Mà vui thì nó cũng không có vui được. Và ông nói lỡ hết trơn à. Nó, ông nói lỡ vui, lỡ khóc, lỡ buồn. Lỡ bằng, lỡ phú, lỡ tuồng, gió mấy. Lỡ bằng là dân nghèo cũng lỡ. Phú là giàu sáng. Nó, ông nói lỡ vui, lỡ khóc, lỡ buồn, lỡ bằng, lỡ phú. Bằng là những người nghèo đó, nó cũng lỡ. Người giàu cũng lỡ. Ông nói lỡ bằng, lỡ phú. Lỡ phú là giàu sang đó. Nó, lỡ tuồng, gió mây. Nó lỡ hết trơn à. Nó, ông nói nam mô mấy chú, mấy thầy. Mô làng, mô sớm, mô hoài, mô không. Thằng ơi bây giờ cứ tới đâu ai cũng niệm Phật, mô Phật, mô Phật mà không có chịu thành tâm. Không có chịu thành tâm, thành thử cái Đức Thầy nó tu hành có chỗ nhất tâm. Cũng như đắc đạo mà cầm trong tay. Tu lâu chẳng kiến Phật đài, tu ngoài cửa miệng chứ hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn vào cả dạng tiền công tiền lời. Mới vừa niệm Phật ban mơi, xế chiều lại muốn được ngồi tòa sen. Ở chẳng tu dối đã quen, đi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn. Thay đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Thì bây giờ quý vị biết rằng là các lục tổ ngày xưa đó, ông nào ông nấy dữ dằn luôn đó. Nhưng mà góp cuộc lại là mấy ông chịu buông bỏ mấy ông tu đắc đạo chân. Đó. Còn bây giờ mình đó là mình chịu tu mà chịu nhất tâm rồi đó. Thì đắc đạo cũng như cầm trong tay quý vị. Tu lâu chẳng kiến Phật đài là tu cứ ai cũng nói tu tu chân. Nhưng mà sự thật tu không có thành tâm. Đó, thành thử ông nói tu lâu là những người tu lâu đó. Tu mấy chục năm mà không có thành tâm. Thành thử ông nói tu lâu chẳng kiến Phật đài. Tu ngoài cửa miệng. Nói ngoài miệng không à. Chứ hay tu lòng. Mà ông kêu chúng ta là niệm Phật phải thành tâm là trong lòng của chúng ta đó. Đó. Chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng. Quý vị biết rằng làm phước có một đồng không? Mới bỏ ra chừng triệu muốn vô cả trăm triệu không? Thành thử ông nói là cho ra chỉ có một đồng. Muốn vào cả dạng tiền công tiền lời.
đó, muốn giàu cái dạng từ công từ lời, thành thử ra bây giờ mình phải nên là gác mà tu cho để tới chừng đó là khủng khiếp lắm, chúng ta cũng bỏ hết rồi đó. Thành thử ra bây giờ mình phải nói là phải là gán cho để là sau này đó là tiền bạc bao nhiêu cũng bỏ hết. Mà mấy những đặc biệt là những cái người mà giá chồng đấy, tiền của nhiều quá đó, là ông nói bà nào quá phụ hữu tài đó, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong đi nghe, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia đó. Thành thử ra bây giờ người nào giá chồng đó thì nên là bây giờ có chồng gì nó đâu ràng buộc, mình làm mình nên mình hưởng à, nó mình làm phước mình nên mình hưởng à, chứ có đem cho ai. Nó thành thử ra bây giờ mình đó là giá chồng thì thôi, giờ là mình làm phước đi, sau này mình hưởng, chứ mình để khi nhắm mắt bên chồng dành chia nó đắt rồi đó, của là cha mẹ của người ta cho chứ mình có đâu, phải không? Nó thành thử ra mình là làm dâu, nhưng mà đất thì anh em của người ta chia lại nữa đó. Thà là bây giờ mình còn sống mình bán ra làm phước giúp đời, mình hưởng mình nên mình, còn mà khi mình nhắm mắt thì bên chồng nó dành chia lại rồi đó. Mà thành ra quý vị bây giờ ông Phật cũng nói làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặt ai tiêu dùng, nó chết rồi bỏ lại mặt ai tiêu dùng, ai muốn làm gì làm, phải không? Thành thử ra bây giờ mình phải nên thăng mình giữ, mình còn sống này mình còn làm tạo phước được, khi nhắm mắt rồi không có ai hồi hướng cho mình đâu, nó không ai hồi hướng cho mình đâu, còn lại nó ăn cao lương mỹ vị không à. Cũng như bây giờ có ông cha, ông để tiền nhiều của cho mình đó, nhưng mà góp cuộc lại rồi ông chết rồi có ai, tôi thấy có ai mà là hồi hướng mua gạo hồi hướng cho cha mình được vài trăm ký gạo không hả? Ông nói là ưa mồi ngon đút nhát đầy mồm chết chứ nhớ đến cha hiền đang trong đợi, trời ông làm ra tạo cả 100-200 công đất để lại mà là góp cuộc lại chết rồi nằm cũng ra giữ đất cho nó nữa. Mà góp cuộc lại nằm ra tới lui mà nó mằn ruộng, nó không có thấy cha mình hả? Mà là chiều thì nó lo ăn nhậu, tao nói nghe đủ thứ hết trơn à, đủ thứ hết trơn, mà là mồi này không ngon cái nó chê, nó lấy mồi nó mua mồi khác. Mà cha mình đã chết rồi ổng màng tạo ra đất rồi xong, ổng chết rồi ổng cũng ra cũng đất ổng giữ hoài hoài cho mình, mà ổng nàng đang trông đợi. Còn mình ở đây mồi này chê mồi kia chê, ổng nói ưa mồi ngon đút nhét đầy mồm chớ có nhớ đến cha hiền đang trông đợi mình chứ, đang trông đợi mình chứ. Có khi tới ngày lễ dỗ có khi nào mình mua được 100-200 ký gạo mình làm phước bố thí hồi hướng cho cha mình không? Nhưng mà sự thật ít có người làm được như vậy quý vị ơi. Thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng ký thầy không mô sao cho khỏi cái cọc diêm vương. Bây giờ quý vị biết rằng là Nam Mô A Di Đà Phật, mà làm sao mà Đức Thầy nói cho chúng ta mô cho thầy ký thầy không? Thì bây giờ thầy ký thầy không là chúng ta thành tâm là thầy ký rồi đó. Còn thầy không thì chúng ta không thành tâm đó. Không thành tâm thì chúng như Đức Thầy không có ký. Thành thử ra ông nói mô cho thầy ký thầy không, mô sao cho khỏi cái cộng diêm vương. Thì chúng ta phải mô làm sao cho khỏi cái cộng diêm vương là chúng ta phải niệm Phật thành tâm đó. Thành tâm chúng ta mới khỏi được cái cộng diêm vương. Cứ mô Phật ở ngoài cái miệng không à đó. Cái miệng thì Nam Mô Phật, mà cái tâm chúng ta đi lo chỗ khác. Ta kêu bằng niệm Phật là niệm qua lo, miệng qua lo là tất nhiên Nam Mô với Phật, mà cái tâm đi lo cái chuyện khác là ta kêu bằng niệm qua lo. Thành thử ra Đức Thầy nói mô cho thầy ký thầy không, mô sao cho khỏi cái cộng diêm vương. Làm sao chúng ta phải làm sao mô Phật làm sao mà cho khỏi cái cộng diêm vương nghe quý vị? Là phải niệm Phật thành tâm, lấy hạt chắc chứ đừng có lấy hạt lép. Nó thành thử ra cũng như là cái bài tán Phật Đức Thầy cho chúng ta biết đó, sự lại Phật vốn không yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt vào đòn Ngọc Châu, mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Tất nhiên là quý vị niệm Phật thành tâm là cái bóng của quý vị mới hiện về tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Nó hiện về tới cõi Tây Phương Cực Lạc là sánh với Đức Phật bên bển đó. Còn chúng ta mà niệm không thành tâm cũng như cái đèn của chúng ta nó tối hù, mà nó không có gọi tới cái mục tiêu kia, không tới cái điểm. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà thành tâm cũng như cái đèn của chúng ta nó sáng, chúng ta gọi nó phóng tới cái điểm. Thành thử ra ông nói mô cho thầy ký thầy không, mô sao cho khỏi cái cồng diêm vương. Mô cho những kẻ đi đường. Tại sao ông kêu chúng ta đi đường mà phải mô quý vị? Là quý vị biết rằng bây giờ nè, em cháu đi ngoài đường nè, nhiều khi hai chiếc xe nó nhập lại vậy cái ngã ngang chết chưa. Là tại vì ông nói mô cho những kẻ đi đường là mình đi đường á, mình phải gắng lo niệm Phật. Xe cộ mình đâu có biết. Bây giờ là mình mô Phật dù cho chúng ta niệm Phật, mà tới chừng đó nó đụng vô rồi một cái chúng ta ngã ngang chúng ta chết, chúng ta cũng giải thoát. Chúng ta cũng giải thoát nữa là tại sao? Là tại vì chúng ta đang niệm Phật,
mà chúng ta đang niệm Phật thì có khi cái nghiệp lực chúng ta nó tới, cái duyên của chúng ta nó tới, số của chúng ta nó chết. Thì chúng ta đang niệm Phật thì chúng ta nhập vô rồi xong chúng ta mô Phật rồi một cái là Đức Phật nước. Tại vì Đức Phật A Di Đà là nói các chúng sanh nào mà trước lúc lâm chung niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ 1 niệm đến 10 niệm mà thành tâm thì Đức Phật A Di Đà rước. Thành thử ra cho ông nói mô cho những kẻ đi đường, mình đi đường phải gắng niệm Phật nghe bà con. Bà con cô bác, em cháu nói clip này nè, ai đi ra ngoài đường phải nên cứ gắng lo niệm Phật. Không phải chúng ta đi lên trên xe mà chúng ta ra đường chúng ta mới niệm Phật nha. Chúng ta lộ bộ cũng phải niệm Phật. Là tại sao? Là tại vì mình lộ bộ mà có khi cái thằng khác nó chạy xe nó đụng mình. Nó đụng mình thì mình ngã ngang mình chết thì mình đâu có niệm Phật phải không? Thành thử ra đâu có phải là mình phải lên xe mình mới niệm Phật. Mình đi ra đường là mình niệm Phật. Mà Đức Thầy thì nói là mô cho những kẻ đi đường. Chứ sự thật Đức Thầy nói như nè. Đức Thầy nói 6 chữ Di Đà nè. Đi, đứng, nằm, ngồi, gán niệm chớ quên không đợi thời khắc. Không có nói, mình nói là nói theo đường vậy thôi. Nhưng mà sự thật vô thường nó tới quý vị ơi. Hít vô mà thở ra không được, ắt là mạng vong rồi. Chứ đâu mà đợi đi ra đường nằm ở trong nhà cũng chết nữa. Thành thử ra chúng ta phải niệm Phật. Đức Thầy dạy chúng ta cái câu này nó rất là cao siêu và quyền bí. Là tại sao ông nói là 6 chữ Di Đà đi, đứng, nằm, ngồi, gán niệm chớ quên không đợi thời khắc. Đó thì thời gian nào lúc nào chúng ta cũng niệm. Nhưng mà chúng ta đi ra đường thì chúng ta phải gán nhớ rằng phải gán niệm nhiều hơn nữa. Đó, thành thử ra Đức Thầy nó chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Là đối đầu là gì quý vị? Hai chiếc xe nó đối đầu với nhau nè. Nó nhập lại gì nè. Mà là khó kiếm điên khùng là khó kiếm ông Phật cứu mình. Còn mình đang niệm Phật mà khi nó đối đầu là nó nhập lại vậy cái, góp cuộc chúng ta văng qua một bên chúng ta không có sao chứ. Làm Phật ông che chở cho mình. Còn là mình không có niệm Phật thì ông nó chừng đối đầu đó, khó kiếm điên khùng. Hai chiếc xe nó nhập lại là đối đầu đó, ngã ngang chết. Rồi khó kiếm Đức Phật được cứu mình. Dù cho số mình có chết, mình đang niệm Phật, tới chừng đó đối đầu mình đang niệm Phật, Đức Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay chế độ dắt lần vậy thôi. Thì Đức Thầy mình làm theo lời của Đức Thầy, Đức Thầy nó làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Thì Đức Thầy cho biết rằng đó là mình khi mình nhắm mắt là Đức Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay chế độ dắt lần vậy thôi, là về núi cấm chúng ta chờ tới ngày dự hội nó qua. Nó thành thử ra ông nói mô cho những kẻ đi đường, nhà không người ở, ruộng vườn bỏ qua. Bây giờ quý vị biết ha, thời kỳ này bây giờ nè, cho biết nè, bắt đầu nó xiết từ từ vô, nhà không còn người ở quý vị ơi. Nhà không người ở đó là chết quá chết rồi, giặc giã chiến tranh nó rượt rồi bỏ chạy, rồi nước lũ lụt nó tới nữa rồi làm sao. Nó thành thử ông nói là nhà không người ở, ruộng vườn bỏ hoang luôn. Ruộng bỏ hoang rồi bây giờ tới vườn cũng bỏ luôn, không ai ăn, không ai bẻ trái. Thành thử ra ông nói là ruộng vườn bỏ hoang. Ông nói Sài Gòn con cuốc quá sang. Bây giờ quý vị biết rằng là dân Sài Gòn phải tỷ tỷ không? Tiền phải không? Nhưng mà ông nói Sài Gòn con cuốc quá sang. Le le chó ổ bạc vàng hết trơn. Le le có nhiều le nó thế sau này bạc vàng hết trơn không còn đâu. Đó, thành thử ra bây giờ biết thăng thì nên Sài Gòn Bình Dương ai giàu quá nên làm phước đi. Chúng ta tới chừng đó Đức ta mới giữ được. Ông nói trồng cây lành dị quả thơm tho. Tuy không thấy mà ngày sau không có mắt. Quý vị biết rằng là Sài Gòn sau này không có nhầm bằng ở trong núi cấm đâu quý vị ơi. Thành thử Đức Thầy nói đừng khiêng nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ. Quý vị biết rằng bây giờ quý vị giàu quý vị xài tiền tỷ á. Tôi nghèo nghèo chứ nữa tôi xài tiền muôn không. Là tại vì lời của Đức Thầy nói sau này lầu đài núi cấm lộ ra rồi. Nền bằng vàng không thì tiền thứ đó tiền muôn chứ còn gì nữa. Ông nói là cho chúng ta biết là Trần Thách Sơn có 3 tiếng nổ, cảnh láng linh thiên hạ hằng hà rồi đó. Tới chuyện đó đi thi. Đó, mà chúng ta bây giờ chúng ta bê trễ, chúng ta không lo. Ông nói chừng là sấm nổ gian thinh hết trơn nghe bá tánh ăn năn đau bụng. Đó, mà bây giờ ông nói âm binh tiêu hết sử kinh, nhất thinh tiêu sạch, bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 cái Sài Gòn. Bây giờ quý vị biết rằng là Sài Gòn tỷ tỷ phải không? Nhưng mà sau này cửa Phật mở ra 10 cái Sài Gòn không bằng. 10 cái Sài Gòn không bằng đó. Thành thử ra ông nói là Sài Gòn con cuốc nha. Quá sang le bao nhiêu tiền của le phải không mà không lo làm phước sau này le tiêu hết. Ông nói le chó ổ bạc vàng hết trơn, bạc và tiền vàng sạch sẽ hết trơn. Quý vị biết bà biết rằng là tôi thường tôi giải các cái chợ đó. Quý vị biết là Sài Gòn Bình Dương là quảnh hiếu đó là tại sao sau này là chí thế giới chiến tranh là hạt nhân nó buông xuống bơm đạn nó dội mấy cái Sài Gòn thành phố bình đẻ cho người là ông nói le chó ổ đó. Bạc vàng sạch trơn à.
nó chết rồi bỏ hết rồi, hoặc là chúng ta chạy rồi là tiền tỷ tỷ cắt lầu phố cho nó cao phải không, mà không chịu làm phước. Tới chừng đó ông nói le le cho ổ bạc vàng hết trơn là bơm đạn nó dội bánh hết, bánh hết. Thành thử ra là quý vị biết rằng là ông nói le le cho ổ bạc vàng hết trơn. Nói ra thầy ký chớ sờn, tất nhiên là đừng có hờn ổng đó. Nói ra thầy ký chớ sờn, tôi đây điên dại có khi điên khùng. Ông Phật ông ra khùng giả điên, ông nói cái cơ vậy cho chúng ta biết đó, đặng chúng ta gắng lo tu. Đó, tôi đây điên dại có khi điên khùng, bán mền bán chiếu bán mùng. Ông giả ra ông đi bán mền bán chiếu bán mùng, mà quý vị bây giờ quý vị không lo tu tới nữa, mền đâu mà quý vị đắp, quý vị nằm ở ngoài trời phơi thay đó. Còn quý vị còn gán tô tu vô trong phạm vi 4 vinh ông thẻ, quý vị nãy tôi có giờ giải nữa, thiếu chi kê dọn người bưng đó. Lúc đó là mền chiếu là đầy đủ cho chúng ta là ngủ. Mà bây giờ nữa không không tu thì nó nằm phơi thay chứ sao. Nó thành thử ông đó bán mền, bán chiếu, bán mùng. Bán là ông gao đó quý vị, gao khắp giáo lý Đức Thầy, gao khắp nơi chứ. Bán mền, bán chiếu, bán mùng. Mua cho đòn gánh, cặp thùng không có quay. Ông mua cho mình một cái đòn gánh là quý vị biết rằng cái gì? Là giáo lý Đức Thầy đó. Mà ông mua cho cái đòn gánh trước rồi đó, là ông cho biết rằng là giáo lý Đức Thầy là dạy hết rồi. Nha. Mua cho đòn gánh cặp thùng không có quay. Thì ông mua cho cái đòn gánh mà ông đưa cho cái cặp thùng không có quay, làm sao quý vị gánh? Thì bây giờ quý vị gán lo tu tới chừng nữa cái cặp thùng này nó mới có cái quay nha quý vị. Cũng như là mình cái ổ phá mà mình có cái chìa mở vậy đó. Thì ông mua cho cái đòn gánh này đó, ông đưa cho cái cặp thùng mà không có quay thì sao gánh? Thì giờ tu là cũng như là chúng ta là sau này chúng ta có quay chúng ta mới gánh. Đó, ông nó mua cho đòn gánh cặp thùng không quay. Người này con gái quá trai, con trai quá gái, thiệt tài phép tiên. Thì quý vị biết rằng ông Phật mà ông muốn là giả gái, muốn giả trai. Đó, ông nói là người này con gái quá trai, con trai quá gái, thiệt tài phép tiên. Chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử con hiền của ông. Quý vị biết rằng là mình là tu, cái người nữ làm sao mà gán tu cho đáng cái mặt nha quý vị. Sau này chúng ta phải đáng mặt. Đó, chị dùng quý tử con hiền của ông, là con hiền của nó. Thí dụ chúng ta nè, con của chúng ta mà phát tâm ăn chay là con hiền. Con hiền của ông đó là ông cho mình được một cái đứa con hiếu hạnh và một cái đứa con là tu ngoan, mà con mình đòi ăn chay không cho nó ăn chay, không cho ăn chay. Thành thử ông nó chị sao đáng mặt đó, đáng mặt thiền quyên, là sau này là chúng ta không, con mình nó tu có thể sau này nó tu là đắc đạo rồi nó về nó cứu mình phải gỡ mặt không. Cũng như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đi tu rồi đắc đạo rồi trở về hết trơn, cúng hết trơn trong đó là thân tộc của dòng họ Thích hết trơn, thấy không? Nó thành thử ra bây giờ ông nói chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử. Quý tử là con Phật đó, là nói thí dụ ở trên ta chuyển xuống cái gánh họ này có được một cái đứa con hiếu hạnh và tu hiền, mà mình lại người ta nói đòi ăn chay đó, đòi đi chùa đi chuyện cái chúng ta không cho, thì chúng ta sau này chúng ta phải chịu tội với cái bề trên chứ sao. Thành thử ra ông nói chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử, ta cho mình được đứa con ngon mà dùng để mình xài mà không chịu cho nó tu. Nó thành thử ra chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử con hiền của ông, là con hiền của ông Phật cho mình được một cái đứa con hiếu hạnh mà không cho nó tu, có phải tức không? Sau này đúng quý vị ha, xuống địa ngục mà không có ai cứu quý vị đâu. Tôi tức quá mà tôi mới nói này nè. Nó nhiều khi cái con mình lớn lên nó tu cái không cho. Tôi nè, tôi cũng lọt vào hoàn cảnh đó nè. Bây giờ tôi cha mẹ tôi không dám nói. Nó thành thử ra tôi thấy bây giờ tôi mới mở mắt ra là tôi thấy được y gan như vậy đó. Con lớn lên cái nó tu không cho. Nó không cho, thành thử ông nói là chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử con hiền của ông. Con hiền của ông ta cho mình được có đứa con ngon lành, tu hiền gạn gỡ mặt mày không chịu, nó đắc đạo được có phải toàn cầu thế giới này, cũng như Đức ông Đức bà đó. Nó mà Đức Thầy là con của Đức ông Đức bà, mà bây giờ là quý vị biết rằng Đức ông Đức bà ai mà đi về tới chùa Thầy Tổ Định ai cũng đều bái lại Đức ông Đức bà hết trơn, thấy không? Nó thành thử ông nói là chị sao đáng mặt thiền quyên, chị dùng quý tử con hiền của ông. Anh ơi chớ có hai lòng, giữ chung giữ hiếu giữ lòng với cha. Là giữ chung giữ hiếu là quý vị biết rằng sống đất nước Việt Nam thì phải nên bảo vệ đất nước Việt Nam. Đó, khi bị ngoài kẻ xâm lăng dài đập, gắng nương đỡ đất nước quê nhà. Khi bị kẻ ngoài thống trị, bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Ai mà tôi nói thì tôi dốt nát thiệt, nhưng tôi biết súng đạn gì chăng. Nhưng mà đất nước nào xâm chiếm đất nước Việt Nam là tôi
dù cho tôi chết bây giờ tôi cũng phải ra giết nó này chứ, không bảo vệ đất nước được chứ, không bao giờ mà để cho người ta xâm chiếm đất nước mình. Đó, thành thử ra là ông nói chị dùng quý tử con hiền của ông. Anh ơi chứ có hai lòng giữ chung. Giữ chung là phải giữ chung nha quý vị. Trung thành với thầy tổ, trung thành với đất nước, đất này sau này đức thầy mới chấm điểm chúng ta nha. Ông nói giữ chung, giữ hiếu. Giữ hiếu là chúng ta phải lo cho cha mẹ chúng ta, là phải giữ hiếu, cái hiếu hạnh chúng ta phải để đứng đầu nha quý vị. Ông nói giữ chung, giữ hiếu. Giữ chung, giữ hiếu, giữ lòng với cha. Nó giữ lòng với cha là cha mình dạy mình thì mình phải nên nghe. Nó thành thử ra ông nói giữ chung, giữ hiếu, giữ lòng với cha. Hỏi mày, ai đẻ mày ra? Cha mẹ đẻ ra cái nói không chịu nghe. Cãi là không à. Nó thành thử ra ông nói giữ chung, giữ hiếu, giữ lòng với cha. Hỏi mày, ai đẻ mày ra? Ai đẻ mày ra? Mày có cái dốc hình đây mà mày lên cái lớn lên xăm mình xăm mẩy. Ha, xăm mình xăm mẩy rồi cái cha mẹ nói cái không chịu nghe. Nó không hỏi ai đẻ mày ra. Cha ông mày còn yếu, ông mày còn kia. Là ông Phật đó, Đức Thầy chuyển kiếp xuống đây dạy mình. Tuy ông già nhưng mà ông còn. Đức Thầy sẽ trở lại đây cứu vớt chúng ta nè. Thành thử ra ông nói hỏi mày ai đẻ mày ra. Ông mày già yếu, ông mày còn kia. Là Đức Thầy còn, Đức Thầy sẽ trở lại. Mày hung như phá không chì. Hung dữ quá đời này. Cũng như cái ổ phá mà bóp lại đúng quý vị. Đời này gian tàn và bạo ngược đó. Cũng như ổ phá bóp là không có cái chìa. Thì tới chừng nó tiêu chứ sao mở không có được. Rồi làm sao về Tây Phương. Nó, ông nói mày hung như phá không chìa. Đắc cài bảy cục mày lìa đi đâu. Đắc cài bảy cục là gì quý vị? Tôi thấy nhiều khi cái đồng đạo có giải ra nói đắc cài bảy cục là 7 tháng. Tôi không biết sao. Chứ đắc cài bảy cục theo tôi, cái sự hiểu biết của tôi á. Thì đắc cài bảy cục là 7 núi đó quý vị. Dùng 7 núi tứ linh của chúng ta đó. Nó đắc cài bảy cục mày lìa đi đâu. Là chúng ta cho biết rằng đất nước là Ấn Độ bên bảnh có cái dùng tứ linh. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng có dùng 7 núi là tứ linh. Thành thử ông nói đắc cài bảy cục mày lìa đi đâu. Cha ông cha còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu Di Đà. Là Đức Thầy còn ở lầu đài núi Cấm. Sau này khi mà lầu đài núi Cấm lộ ra là Đức Thầy xử phân. Thành thử ra nó ông nói là ông cha còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu Di Đà. Quý vị xét hết trơn giáo lý của Đức Thầy. 40 mấy câu là trong giáo lý Đức Thầy, 40 mấy gần 50 câu có là gãy khắp nơi trong chổng, chỗ nào Đức Thầy cũng kêu niệm Phật A Di Đà chứ. Nó 40 mấy gần 50 câu trong giáo lý Đức Thầy. Thành thử ông nói ông cha còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu Di Đà. Thân mày coi cút không cha. Thân mày coi cút không cha là tất nhiên là chúng ta không tu rồi sau này. Đức Thầy nói bốn biển một nhà cha Phật Thánh thì là dân sự hết tầng ngang. Bốn biển một nhà cha Phật Thánh thì là dân sự hết tầng ngang là mình là bây giờ mình chưa có cha. Nhưng mà tới chuyện đó là mình sẽ có cha quý vị. Ông nói thân mày coi cút không cha. Thương dân miền Bắc cha già đợi trong. Quý vị biết rằng ở ngoài cánh Bắc đó thì thường là ít có người tu lắm quý vị ơi, mà ít có người tu theo Đức Thầy lắm. Nó thành thử ra Đức Thầy thương ở ngoài cánh Bắc dữ lắm. Em cháu nó đạo thậm chí ở ngoài cánh Bắc đó cũng có nghe, cũng có người giác ngộ vô đây nhờ em cháu dẫn đi bốn viên ông thẻ cũng có. Nhưng mà ổng cho biết rằng Đức Thầy thương ở ngoài cánh Bắc dữ lắm đó quý vị. Ai mà ở ngoài Bắc đó, em cháu nói cái clip này nên gán lo tu. Đức Thầy thương ở ngoài cánh Bắc rất là nhiều. Tại vì cánh Bắc sau này đó là nạn tai khủng khiếp, nạn tai rất là nhiều. Nó thành thử ra ông nó thương dân miền Bắc cha già đợi trong. Là ông đợi trong này nè, mà mình ở ngoài mình cứ là chạy theo đời hoài ngoài. Ông đợi trong này chúng ta phải mau vô và phạm vi dùng tỉnh An Giang vào núi Cấm đặng đến gặp được giáo lý Đức Thầy đặng quy y. Thành thử ra ông nó thương dân miền Bắc cha già đợi trong. Ông đang đợi trong mình ở ngoài cánh Bắc á. Chị ơi chớ có hai lòng, giữ chung giữ hiếu giữ lòng với cha ha. Dĩ nhiên là bây giờ ông thương ngoài cánh Bắc dữ dằn lắm quý vị ơi. Thành thử ra sau này ông cho chúng ta biết là cánh Bắc sau này đó là Trung Quốc nó qua bên cánh Bắc trước mà chúng ta không tu. Nhưng mà ngoài Bắc đó thì quý vị biết rằng là không có lập ngôi thờ tụ nghiệp về cánh Bắc lắm. Nó mình cũng có người lập cũng có người không nghe quý vị. Thành thử ông nó thương dân miền Bắc cha già đợi trong. Chị ơi chị ơi sao không chịu lấy chồng, cam rành ở giá tiệt dòng không con. Là ông nói mẹo cho chúng ta biết là chị ơi sao không chịu lấy chồng là không chịu lo tu. Nó không chịu lo tu, cam rành ở giá là không tu rồi chết rồi là tuyệt vọng luôn đó. Là đời này không tu rồi là tan xác hồn luôn.
ông nói hổ lan á, thú muôn bầy đó, lớp bay lớp chạy sau này đã đon, ai mà ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Thành thử ông nó cam đành ở giá là không lo tu đó. Tiệt dòng không con là tan hồn luôn đó. Khen ai lựa chọn miếng ngon, ai bây giờ ăn cũng lựa miếng ngon chứ quý vị. Ai tròn khen ai lựa chọn miếng ngon, ai người quân tử, ai tròn năm gì. Cái người ăn chay là Đức Thầy khen là người quân tử nha quý vị. Bây giờ ai cũng lựa miếng ngon chứ. Lên dọn lên mâm thịt có ai chịu gấp gao đâu. Thằng gấp thịt không à. Thành thử Đức Thầy nó khen ai lựa chọn miếng ngon, ai người quân tử, ai tròn năm nhi. Chắc như là chúng ta là cái người mà gấp gao là tròn cái bộ phận năm nhi đó quý vị. Thành thử ông nói đố ai, tôi nói chuyện chi, ai mà hiểu đặng đáng ghi con trời. Chắc như là ông nói nãy giờ cái bài này nó rất là dài quý vị. Tôi giải cái bài này hết cái bài này nó là phải 3 clip đó, nhưng mà cái clip cái câu cuối cùng này ông nói đố ai, tôi nói chuyện chi, ai mà hiểu đặng đáng ghi con trời, tới đây tiệt bút hết lời. Cái bài này nó hết nha quý vị, tới đây tiệt bút hết lời, khuyên cùng nam nữ mau thời tầm chi. Đức Thầy để lại nguyên một cái to kho tàng pháp bảo mà chúng ta không tầm ra, chúng ta không chi ra để chúng ta tu. Tới chừng đó chúng ta làm sao mà chúng ta được vô dự hội long qua. Mà bây giờ cứ ăn mặn hoài mà quý vị biết rằng đó, tôi nói thí dụ nè. Cũng như cái người ăn chay với người ăn mặn, cũng như chúng ta mà ăn chay rồi chúng ta cũng như cái lấy cái ca nước sạch mà chúng ta xối trên đầu chúng ta. Xối thì cái nước ca nước sạch xối trên đầu xuống thì cái nước thải nước dơ nó sẽ thải xuống dưới. Thải xuống dưới chúng ta tiểu tiện nó ra hết. Thì tới chừng đó con người chúng ta nó mới tinh khiết. Còn chúng ta ăn mặn cũng nói thí dụ cũng như cái ca nước dơ mà cứ xối lên đầu hoài. Thì tới chừng đó rồi xong đó là tới cái ngày là lập hội long qua đó. Thì tới chừng đó cái ai cũng đến cái kiến nguyệt đài chân quý vị. Ai cũng lại dòm trong cái kiến nguyệt đài chân. Cái kiến nguyệt đài là gọi từ thở nhỏ cho tới già tới chết chúng ta làm cái gì. Nó gọi vô trong bụng mình đó. Còn hơn cái kho tàng là pháp bảo trong. Đó là cái khu vị tỳ trong giọng á. Hùng á là tới nói nghe xác người mình ăn từ thở nhỏ tới 7-80 tuổi thôi. Cái khu vị tỳ không bằng quý vị. Không bằng đó. Rồi tới chừng đó nó ra mà tới cái ngày mà chúng ta Đức Phật xử phân nó ra nó đứng cả nguyên mấy chục con đất đặt con hết trơn. Nó lại nó nói nè cái ngón tay này thịt của tôi nè. Chỗ này thịt tôi nè, chỗ này thịt tôi nè. Tay chân giò cẳng góp cuộc là khắp nơi đều thịt con động vật không. Không có thịt của mình. Rồi nó đòi mạng quý vị biết rằng nó đòi mạng thì Đức Phật xử thì sao. Thì Đức Phật nói thôi con ăn xác giết nhiều quá thôi xuống dưới trả nào hết về. Biết đời nào trả hết. Thành thử ra bây giờ em cháu có cái lòng này là lòng từ bi nói cho quý vị nghe. Chứ không phải là ganh ghét gì hết trơn nghe quý vị. Em cháu dám đưa tay thẳng lên trời nguyện cầu xin Đức Phật, mười phương chư Phật gom dịch bệnh cho về em cháu, cho em cháu chết đi mà. Em cháu đâu có sợ cái gì. Đâu có sợ chết đâu. Thành thử ra cái lòng này là cái lòng từ bi để nói cho quý vị nghe, để giác ngộ mà lo tu. Quý vị tu quý vị hưởng chứ có đem cho em cháu đâu. Nhưng mà tại vì nói hơi thẳng thẳng chút quý vị cũng thông cảm. Đức Thầy nó đẻo với bào ghét nói cũng cò tròn, chừng ấy trong giàu gắt tốt. Nó thì em cháu nói đây cũng như cho nhắc nhở quý vị thôi. Thì bây giờ mình nói cái clip này thì nãy giờ nó cũng là góp gáo quý vị. Thì thôi em cháu cũng nói tới đây cũng xin dứt lời. Cũng nguyện không quên, cũng nguyện hồng an tam bảo như mười phương chư Phật và quay lưng của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần, chư quan cô thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ơn chứng minh cho toàn thể quý vị gì được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.